Trong kinh, Đức Phật dạy, Tam Bảo là nơi duy nhất khiến người sống có thể báo đền ơn nghĩa, cũng như báo hiếu cho những người đã qua cố, thân bằng quyến thuộc. Các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc thân mạng, hy sinh vì nền hòa bình, hạnh phúc của đất nước. Bởi vậy, các anh hùng liệt sĩ như người thân quyến thuộc ruột thịt, vì hạnh phúc của con cháu mình mà hy sinh. Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng Chùa Ba Vàng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn với tâm hướng tới những người đã hy sinh vì hạnh phúc của con dân Việt Nam. Với tình thân quyến thuộc, các Phật tử đã xin đặt bát cúng dường Sư Phụ và Chư Tăng để hồi hướng cho các anh linh anh hùng liệt sĩ. Nguyện mong từ phước báo này, anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ được sinh về cảnh giới an lành. Chùa Ba Vàng đi viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ và làm lễ cầu siêu ở các nghĩa trang liệt sĩ. Đêm qua chúng ta đã làm lễ tại bên bờ sông Thạch Hãn, mà hôm nay chúng ta đến tại nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia. Chúng ta cũng đã làm lễ cầu siêu cho hương linh, hương hồn các anh hùng liệt sĩ tại đây. Và trưa nay các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa Chùa Ba Vàng với tất cả lòng thành kính biết ơn tới sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã phát tâm cúng dường phẩm thực đến Chư Tăng để tiếp tục hồi hướng phước báo này cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được ân hưởng phước lành, được thêm những sự tốt đẹp, được tái sinh vào cảnh giới mới, cao quý, an vui. Và các anh tiếp tục hộ trì cho nhân dân đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đại diện cho câu lạc bộ đã tắc bạch cúng dường, giờ này Chư Tăng sẽ chú nguyện phước báo này đến tất cả các quý Phật tử và cũng như đến cái lời nguyện hướng tâm của các Phật tử cho các anh linh, các anh hùng liệt sĩ. Lành thay các thí chủ biết cung kính cúng dường đến ba ngôi Tam Bảo, phước báu ấy vô lượng, sức khỏe và thọ mạng, sắc đẹp và tài sản, an vui cùng trí tuệ sẽ phát sinh đến người. Phước báu này thí chủ hồi hướng cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện cho các anh linh anh hùng liệt sĩ được hưởng phước báu này, phát tâm giác tỉnh, liều khổ u minh, sớm được tái sinh vào cảnh giới mới, an lành, cao quý, tốt đẹp, đặc biệt có duyên với chính pháp của Đức Phật Đà, sớm được tu hành chánh pháp giải thoát. Cũng hồi hướng phước báu này cho đất nước được hưng thịnh, nhân dân được an lạc. Hồi hướng phước báo này tới cho toàn thể chúng sinh trong pháp giới đều được bình an. Nguyện cầu thế giới này sớm chấm dứt chiến tranh, không còn chiến tranh, để muôn loài được sống trong hòa bình, trong tình thương yêu. Đó là tâm nguyện của các Phật tử. Chư Tăng xin nhất tâm chú nguyện. Sa thu, sa thu, sa thu.